Mục đích của chúng ta khi mà đầu tư vào thị trường crypto này cũng như là mua một đồng coin nào đó là để tìm kiếm lợi nhuận đúng không? Coin trong thị trường này thì nó có rất là nhiều cũng như là mua thì rất là dễ. Tuy nhiên là làm sao để mà chúng ta chọn được những cái đồng coin nó có tiềm năng tăng trưởng cao, mang lại lợi nhuận lớn và giảm thiểu cái nguy cơ đu đỉnh cũng như là thua lỗ, đó mới là vấn đề. Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là mình mua một cái đồng coin nào đó vì lý do gì hay chưa? Hay là nó có những cái gì để mà mình mua chưa? Hay là các bạn mua vì thấy nhiều người mua? Các bạn mua vì thấy nó được nhắc đến nhiều, hay là các bạn mua vì trong nhóm Telegram hay là trên Twitter mọi người khôn kèo cái kèo đó đúng không? Vậy thì trước khi mà mua một đồng coin nào đó chúng ta cần quan tâm đến những cái vấn đề gì thì video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến nhá. Nhưng mà trước khi mà đến với nội dung của video, nếu đây là lần đầu tiên mà bạn xem video trên kênh thì rất là mong bạn ủng hộ kênh bằng cách là like video cũng như là ấn đăng ký kênh, và đây cũng là cách để mà các bạn có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nhá. Rồi quay trở lại với cái việc là chúng ta cần làm gì trước khi mà chúng ta quyết định mua một đồng coin nào đó, thì cái này nó rất quan trọng, tại vì các bạn phải biết được rằng là lý do mà chúng ta mua nó thì chúng ta mới có thể là tin tưởng nó, chúng ta mới có thể là thấy được cái mà chúng ta đang làm nó là đúng đắn, chúng ta mới có thể là gồng được, chúng ta mới có thể là biết khi nào nên là cắt lỗ, khi nào nên là chốt lời đúng không? Đó là cái điều rất quan trọng. Rồi trước khi mà mua một đồng coin nào đó thì các bạn cần phải trả lời được câu hỏi rằng là cái đồng coin mà các bạn mua ấy nó có những cái điểm nổi bật gì, hay là những cái câu chuyện gì để mà những người sau sẽ mua coin của các bạn khi mà các bạn chốt lời. Thì các bạn có thể là nhìn lại cái thời gian vừa rồi, những cái đồng coin mà tăng trưởng mạnh ấy thì nó sẽ đều có những cái câu chuyện của nó sẽ được kể rất là hay luôn, và mọi người sẽ tin tưởng vào cái câu chuyện đó, mọi người sẽ tin vào cái tương lai gắn liền với câu chuyện đó đúng không? Đó là cái động lực để mà mọi người mua cũng như là cái để mà mọi người tin tưởng vào cái đồng coin đó đúng không? Nếu mà các bạn mà mua phải những đồng coin mà nó không có cái câu chuyện tốt, nó không có cái tiềm năng tăng giá trong tương lai thì các bạn sẽ bán đồng coin đó cho ai? Các bạn hãy nhìn lại những cái chu kỳ trước ấy, những cái đồng coin ở cái thời điểm đó nó đều rất là xịn sò, những câu chuyện rất là hay, nhưng mà đến cái thời điểm sau này thì nó lại bị quên đi đúng không? Thì các bạn thấy rằng là thị trường này nó vẫn chỉ là bánh vẽ, nó vẫn chỉ là game tài chính thôi, chứ còn thực sự những cái ứng dụng và những cái mà nó sẽ đi lâu dài ấy, thì nó còn một cái thời gian dài nữa nó mới có thể là nghĩ đến câu chuyện đó đúng không? Còn cái thời điểm hiện tại trở về trước ấy thì vẫn là câu chuyện băm đăm thôi, vẫn là cái câu chuyện kiếm tiền thôi đúng không? Đó nên là chúng ta cần phải là tìm được những cái động lực tăng giá, tìm được những cái câu chuyện hay ở cái đồng coin đó để cho những người sau ấy người ta cũng tin tưởng như thế, người ta sẽ mua ở cái mức giá cao hơn. Thì cụ thể những cái câu chuyện đó là gì? Ví dụ nhá, một đồng coin nào đó được đầu tư bởi những quỹ xịn sò hay là được những cái KOL lớn, những người mà có tên tuổi trong thị trường chống lưng thì đó sẽ là một cái niềm tin rất là lớn của cộng đồng đúng không? Ví dụ như là Dog có Elon Musk đứng đằng C đúng không? Cũng như là những đồng coin mà có Binance hay là Coinbase đứng đằng sau ấy, hay là có A16Z các thứ ấy, đầu tư đúng không? Đó thì đó là những cái dự án mà mọi người có cái niềm tin rất là lớn cũng như là mọi người sẽ có cái xu hướng nắm giữ lâu dài. Hay là cái câu chuyện về cái số vốn nó gọi được cũng là một cái câu chuyện rất là hay. Những dự án mà nổi bật đi nó có thể gọi vốn được là vài trăm triệu đô đúng không? Dự án nào càng gọi được nhiều vốn thì nó sẽ càng được kể nhiều về cái gọi vốn đó cũng như là các cái quỹ đầu tư vào nó đúng không? Rồi là cái câu chuyện mà nó đang làm, nó là những cái đồng coin về mảng gì, cái mảng đó nó có mới mẻ hay không, nó có đang là cái trend hay không. Như là cái thời điểm vừa rồi các bạn thấy là cái câu chuyện về Modula blockchain đúng không? TA nó được kể rất là nhiều và nó tăng trưởng rất là tốt. Rồi là cái câu chuyện gần đây đó là restaking đúng không? Đó là những cái câu chuyện mà đang rất là hot. Những cái dự án nào mà nó đang có cái câu chuyện đó, nó đang được gắn liền với câu chuyện đó thì là nó sẽ được chú ý đến và người ta sẽ kỳ vọng nó rất là nhiều ở trong cái thời gian sắp tới đúng không? Mọi người thấy rằng là người ta hay nói là mùa mới coin mới đúng không? Những đồng coin mới nó sẽ mang những cái câu chuyện mới mẻ hơn, nó sẽ có những cái công nghệ mới mẻ hơn thì nó sẽ được mọi người chú ý đến nhiều hơn, mọi người FOMO nhiều hơn. Tất nhiên là coin mới coin cũ thì nó sẽ từng thời điểm nhé. Ở đây thì mình sẽ không nói đến là thời điểm nào nên mua coin mới, nên mua coin cũ, mà mình đang muốn nói đến là những cái yếu tố nào, những cái câu chuyện nào mà được kể để mà đồng coin đó có thể là có cái sự FOMO và những cái động lực tăng giá về sau thôi. Và các bạn cũng có thể là check thêm nữa là đồng coin đó thì cộng đồng có mạnh không, mọi người quan tâm nó như thế nào, cũng như là team đứng đằng sau nó ấy, là những cái người như thế nào, có nhiều kinh nghiệm hay không, đã từng là founder hay là từng là team ở trong những cái dự án khác chưa. Ví dụ như là cái câu chuyện của Sui với lại là Atos đúng không, cái team của họ rất là nổi bật luôn, họ đã tách ra từ cái dự án riêng của Facebook trước đây, một dự án mà trước đây thì đã có rất là nhiều những cái ông lớn tham gia cái liên minh của dự án đó,
Và dự án đó của Facebook thì đã bị giải tán, cũng như là sau này thì những cái thành viên ở trong cái dự án đó thì tách ra làm xui với lại Aptos đấy. Do đó thì cái câu chuyện là những cái thành viên trong team ấy nó rất là nổi bật luôn, cũng như là mọi người tin tưởng vào cái team đó đã có kinh nghiệm, cũng như là cái việc là họ đã có kinh nghiệm như vậy kéo theo đó là họ gọi được rất là nhiều vốn từ những quỹ rất là xịn sò, đúng không? Thì mọi người thấy là cái số vốn mà xui với Aptos gọi được ấy đó, thì đó là những cái dự án mà nó có rất là nhiều những cái yếu tố số vốn gọi được này, team xịn sò này, backer đứng sau nữa. Và một câu chuyện nữa đó là nó đã được list những cái sàn lớn chưa, những sàn lớn như là Binance, Coinbase hay là OKX, đúng không? Thì những dự án mà đã được list trên đó thì nó sẽ có cái uy tín hơn này, hoặc là những cái dự án mà nó chưa được list thì sắp tới động lực tăng giá của nó có thể là nó sẽ lên Binance chẳng hạn, đúng không? Chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái dự án mà sau khi mà lên Binance cái là nó đẩy rất là mạnh luôn. Đó là những cái câu chuyện mà mọi người có thể là để ý đến nó xem là nó sắp có những cái đó không, đúng không? Và ngoài những cái câu chuyện như vừa rồi ấy, thì các bạn có thể để ý đến tokenomics của nó, để ý đến xem là cái đồng coin đó nó được dùng để làm gì, nó có những cái công dụng gì. Ví dụ là nó có được đốt đi để mà giảm nguồn cung không? Nó có được dùng để mà trả phí hay không, để tăng cái nhu cầu của người ta dùng hay không này, hay là dùng để mà stake kiếm lợi nhuận, hay là dùng để mà farm các thứ không, có thể là dùng để nó kiếm được cái lợi nhuận từ cái đồng coin đó hay không, đúng không? Nhưng mà cái này thì mọi người cũng lưu ý rằng là khi mà một coin nó mà nó stake có cái lợi nhuận cao ấy thì ban đầu mọi người sẽ có xu hướng stake nhiều, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà mọi người stake quá nhiều rồi, không có những người mà mua coin để mà stake nữa, thì nó sẽ xảy ra cái áp lực bán, tức là cái lạm phát của đồng coin nó lớn ấy, thì lúc đó thì nó cũng sẽ có một cái áp lực bán rất là lớn từ những người mà đã stake trước, nên cái này mọi người cũng phải lưu ý nhé. Cũng như là cái đồng coin đó nó có tính Ponzi hay là không, thì cái tính Ponzi thì mọi người thấy rồi, những cái đồng coin, những cái dự án của cái thời gian trước đây nó có cái yếu tố Ponzi thì nó sẽ giúp cho đồng coin đấy nó phát triển rất mạnh, tại vì mọi người sẽ có xu hướng là mua nó nhiều để mà kiếm lợi nhuận ấy, thì cứ càng nhiều người mua vào, chúng ta mua càng nhiều ấy thì chúng ta kiếm được lợi nhuận càng lớn ấy. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà nó đến giới hạn rồi thì nó sẽ là cái nhược điểm, khi một thời gian nào đó mọi người ai ai mà cũng tham gia rồi ấy, thì nó sẽ là đến lúc mà cái mô hình Ponzi đấy nó không có gọi là phát triển mạnh được nữa, sẽ là đến lúc mà nó sẽ sập hoặc là giảm giá. Đó là những cái mà các bạn cũng phải lưu ý đến nhé, những cái động lực tăng giá rất là mạnh, nhưng ngược lại khi mà nó đạt một cái lúc nào đó, tức là nó không thể nào mà tăng nổi nữa, nó không thể nào mở rộng được nữa ấy, thì lúc đó nó cũng sẽ là cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải là cân nhắc, chúng ta thoát trước cái lúc đó chứ đừng tham lam mà sau đó lại mất đi tất cả, giống như là các bạn đã từng đầu tư vào Raka. Rồi một yếu tố nữa đó là cái tính thời điểm, các bạn cũng phải chú ý đến nhé. Thì thời điểm ấy, cái thứ nhất đó là cái thời điểm mà của cái đồng coin đó nó trả coin như thế nào, tức là cái lịch unlock của nó ấy. Ví dụ như là ở đây là cái dự án xui, tầm tháng 6 thì nó sẽ unlock rất là lớn như này, thì lúc đó nó sẽ có những cái áp lực bán, lúc đó nó sẽ có rất là nhiều những cái lượng coin được unlock ra từ những cái quỹ hay là từ team, đúng không? Đó thì các bạn phải cân nhắc như cái này. Tất nhiên là có những lúc mà những dự án nó trước khi unlock nó sẽ đẩy giá lên để mà nó xả, nhưng mà cũng có những dự án mà unlock xong nó đi về vùng đất luôn đấy, cái này thì các bạn cũng phải là quan tâm đến nữa nhé. Thì đó là cái thời điểm unlock của dự án này. Ngoài ra cái tính thời điểm khác nữa đó là các bạn đang định mua cái đồng coin đó ở cái thời điểm nào trong cái chu kỳ của thị trường crypto. Thì các bạn biết đấy rằng là thị trường này từ trước đến nay thì nó có cái tính chu kỳ là 4 năm, đúng không? Còn mùa sau thì cũng biết là nó có đúng nữa không, nhưng mà tạm thời chúng ta cứ nói đến là 4 năm đi. Thì các bạn đang ở cái giai đoạn nào? Ví dụ là các bạn đang ở cái giai đoạn mà cuối của chu kỳ, ví dụ như là cuối năm 2021 đi, mà các bạn là mua thì đó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn đấy. Còn đâu ở cái thời điểm hiện tại, có thể nói là ở chân sóng uptrend đi, các bạn mua thì sau này các bạn có cái cơ hội về bờ nó cao hơn đấy. Cũng như là nếu mà các bạn là đang ở đỉnh của một cái chu kỳ nhỏ chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ phải đợi rất là lâu để mà sau cái chu kỳ tăng giá đó nó sẽ phải là điều chỉnh xuống, nó sẽ phải là làm cho các bạn chán nản, các bạn bán hết coin đi để nó gom lại và bắt đầu một cái chu kỳ mới. Ví dụ như là ở cái sóng đầu năm, đúng không, các bạn mà ở cuối sóng thì các bạn sẽ phải đợi đến tận là cái thời gian vừa rồi các bạn mới có thể là về bờ được, đúng không? Đấy thì tức là trong những cái chu kỳ lớn có những cái chu kỳ nhỏ và cái thời điểm của nó, nên là các bạn cũng phải chú ý đến cái tính thời điểm mà các bạn mua nữa, chứ không phải là các bạn mua bừa lúc nào nó cũng có thể là tăng giá đâu, cũng như là cái việc là coin mới coin cũ nữa. Ví dụ
dụ như là cái thời điểm của năm 2022 là đầu năm 2023 thì các bạn thấy rằng là những đồng coin cũ sau một cái mùa đông downtrend ấy, mọi người đang đu rất là nhiều thì nó không đẩy coin cũ, lúc đấy nó đẩy coin mới đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng phải là chú ý đến cái đó nữa. Chứ nếu không mà các bạn mua sai thời điểm ấy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Mặc dù cái đồng coin của bạn là tốt đấy, các cái yếu tố phân tích khác nó ok, nhưng mà cái thời điểm nó không phù hợp thì cũng là không thể nào mang lại lợi nhuận tốt được đúng không? Và ở cái chỗ thời điểm thì các bạn cũng nên là chúng ta chú ý, có những lúc ấy thì những đồng coin mới thì nó sẽ được đẩy luôn, ví dụ như là TA, nhưng mà có những lúc thì nó phải đợi là sideways chán chê. Cái này nó cũng tùy từng dự án nữa, nên là chúng ta cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố nữa. Ví dụ như SUI thì các bạn thấy là thời gian gần đây nó đang tăng rất là mạnh, nhưng mà kể từ lúc đi sàn nó toàn là giảm lên đúng không, nó phải giảm chán chê xong đó nó mới gom lại và nó đẩy lên đúng không. Nhưng có những dự án nó có thể là bay luôn, như là TA, hoặc là cái dự án như là Manta hay là ART mới lít gần đây thì nó lại đang có cái dấu hiệu là có thể là tăng luôn nếu như mà thị trường đẹp đúng không? Đó thì cái này thì chúng ta cũng nên là cân nhắc nhiều yếu tố nữa, cũng như là chúng ta phân bổ vốn hợp lý nữa. Chứ còn thực sự là để mà nói là làm sao biết được là những cái dự án nào mà nó lít sàn nó bay ngay hay là nó điều chỉnh thì cái này rất khó, thì cũng lại phải là xem về cái tính thời điểm nữa. Nhưng mà thực sự là cái này nó cũng khó, nên là ở cái phần là phân bổ vốn thì các bạn cũng sẽ chú ý đến cái này. Rồi thì nói đến cái phần phân bổ vốn luôn đấy, tức là các bạn phải chú ý là chúng ta phân bổ vốn làm sao cho nó hợp lý. Cái thứ nhất đấy là cái phân bổ vốn cho cái đồng coin này nó là bao nhiêu phần trăm trong tổng cái số vốn của các bạn đấy, thì các bạn phải chia rõ như thế. Chứ không là nếu mà các bạn cứ mua nguyên một đồng sau này đợi mạng nó chẳng tăng rồi là lại thấy những cái đồng coin khác ngon hơn, các bạn lại phải cắt đúng không? Hoặc là nếu các bạn không cắt, các bạn ngồi yên nó cũng rất là khó chịu. Hoặc là trong cái trường hợp đen đi, các bạn phán đoán sai mà nó lại giảm, nó chưa có tăng ấy, thì các bạn lại bị om vốn rất là lâu. Ví dụ là các bạn đến uptrend mà các bạn mua có 1-2 đồng thôi, các bạn all in vào nó, thì đến tận cuối trend nó mới bay thì các bạn làm sao mà các bạn đợi được đúng không? Thứ nhất là các bạn thấy rất là nóng lòng này, các bạn thấy là các đồng coin nó bay hết rồi mà coin của bạn chưa bay, có thể là các bạn sẽ nhảy, các bạn vừa nhảy cái này nó lại bay, đến lúc đó nó lại bay đúng không? Hoặc là các bạn đợi đến cuối trend mà các bạn mới lại là thấy nó tăng thì các bạn sẽ không tối ưu được cái nguồn vốn. Hoặc là đến cuối trend các bạn thấy rằng là nó tăng đấy nhưng mà nó chưa đạt đến target của các bạn chẳng hạn, và sau đó thì thị trường nó lại có những cái vụ thiên nga đen, nó lại đi vào điều chỉnh, nó lại đi vào downtrend ấy, thì các bạn lại không chốt được ra, thế là các bạn lãng phí cả 4 năm, lãng phí cả một cái chu kỳ tăng giá của thị trường crypto. Thì có phải là như vậy sẽ rất là đáng tiếc không? Chúng ta mất thời gian, mất tiền, mất công chờ đợi và sau đó chúng ta lại trả được gì? Đó là cái mà chúng ta cũng phải chú ý đến về cái cách quản lý vốn cũng như là phân bổ nữa. Rồi là trong cái trường hợp là chúng ta đã phân bổ bao nhiêu phần trăm vào cái đồng coin đó rồi, nhưng mà các bạn mua thì các bạn cũng dựa vào những cái yếu tố như lúc trước mình có nói, để mà các bạn phân bổ là bây giờ thì nó mới lít sàn, mình thấy cái này cũng ok, xem là mình có thể là phân bổ là bao nhiêu phần trăm trước đi chẳng hạn. Nếu mà nó tăng thì ok, có thể là đúng xu hướng rồi thì chúng ta đi xây dương lên cũng được. Còn nếu mà nó giảm thì chúng ta còn tiền để mà chúng ta mua xuống. Đó là những đồng coin tốt, các bạn có thể là mua ra làm nhiều đợt đúng không? Đấy. Chứ còn nếu mà các bạn all in cái mà nó giảm cái thì nó rất là nguy hiểm luôn. Ví dụ như là SUI, nếu mà bạn nào mà chúng ta mua ở cái thời điểm mà nó mới lít sàn ấy, nó loanh quanh là $1, sau đó nó về tới $0.5, nó chia hai rồi, liệu các bạn có đợi chờ được không? Các bạn có đợi chờ được sau rất là nhiều tháng như thế không đúng không? Hay là các bạn lại nhảy ra cắt mất? Đó là cái vấn đề nó cũng rất là quan trọng về cái việc là phân bổ vốn đó. Đó thì các bạn có thể chia ra làm nhiều lần thì lên hay xuống, các bạn đều có cái chiến lược của mình rồi, như thế thì nó sẽ ok. Tại vì chả ai biết được rằng là nó sẽ lên hay xuống cả đúng không, chả ai biết đâu là đỉnh đâu là đáy cả đúng không. Chúng ta mua làm sao mà ở đầu gối bán ở vai là được rồi, chúng ta làm sao mà để mà thị trường nó có đi như nào ấy thì chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị và chúng ta cũng thích nghi được với nó tốt nhất. Đó là cái mà chúng ta sẽ an toàn trong bất cứ trường hợp nào. Điều đó nó sẽ đảm bảo các bạn là sống lâu, và sống lâu thì các bạn sẽ ăn được nhiều hơn, chứ đừng có tham hố mà ăn nhiều xong bắt đầu chả may là lại tèo sớm, không có sống được cùng thị trường, các bạn lại chết trước khi mà thị trường tăng giá thì nó chả có ý nghĩa gì cả đúng không? Bỏ lỡ rất là nhiều thứ, bỏ lỡ tiền, bỏ lỡ cơ hội, rồi là sau này lại thấy người ta thành công, lúc đó lại đi vay mượn nhảy vào nữa, lại chết tập 2 thì thực sự nó là vô cùng tiếc nuối. Rồi về cái phần phân bổ này thì các bạn chú ý là chúng ta nên phân bổ theo là từng cái nhóm coin, từng cái dạng coin một. Ví dụ là những cái đồng coin nền tảng ấy thì các bạn có thể là phân bổ vào nó nhiều hơn, là vì nó có thể là vừa đáp ứng được cái yếu tố là an toàn, yếu tố dài hạn cũng như là cái tiềm năng tăng trưởng đấy. Còn nếu mà các bạn nhiều tiền, các bạn phân bổ nguyên vào là BTC hay là ETH ấy, thì tất nhiên là nó an toàn rất là cao rồi.
Các bạn có thể là yên tâm kê cao gối ngủ ngon dù thị trường nó đi như thế nào, sau này đến lúc mà uptrend các bạn bán là ok. Nhưng mà nếu mà các bạn có vốn ít ý, thì các bạn sẽ phải là phân bổ vào những cái dự án mà nó có cái kỳ vọng tăng giá cao hơn, nhưng mà đồng nghĩa với nó là cái rủi ro nó có thể là cao hơn đấy. Lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro đó, nên là cái phân bổ của bạn nó cũng phải hợp lý một chút. Thì các bạn có thể là chia ra những nhóm coin, ví dụ là nhóm coin an toàn thì có thể là kỳ vọng nó x5 chẳng hạn, những cái coin nền tảng mà nó mới ra nó chưa có đợt tăng trưởng nào mạnh cả thì các bạn có thể là kỳ vọng nó x10 chẳng hạn, đúng không? Rồi là cái nhóm thứ ba có thể là phân bổ ra vào nhóm có thể là tăng trưởng khoảng 20 x 50 lần. Hãy đồng coin mà đi đầu ở những cái mảng quan trọng, nó đi đầu ở những cái trend ấy đó, thì các bạn có phân để phân bổ kiểu đó. Còn một cái phần nhỏ thôi để mà các bạn có thể là chơi cho nó đỡ buồn, rồi là cũng như là các bạn có thể là xổ số vào là meme coin hoặc là những cái đồng coin low cap để có thể là kỳ vọng những kèo x 100, x vài trăm, thậm chí là x hàng nghìn lần đấy. Thì khi mà các bạn phân bổ rõ như thế thì các bạn không bị lẫn lộn, các bạn có kế hoạch nó bài bản như thế thì các bạn cứ làm theo thôi thì nó sẽ dễ. Chứ còn nếu mà các bạn mua loạn sình ngậu lên rồi là lúc mà đáng nhẽ là cần phải phân bổ nhiều thì các bạn lại phân bổ ít, rồi là đến lúc cái đồng đáng nhẽ là phân bổ ít thôi các bạn lại táng rõ nhiều vào, táng nhiều vào như vậy thì nếu mà chẳng may mà nó đi về lòng đất thì các bạn mất nhiều, hoặc là cho dù nó tăng giá đi chăng nữa nhưng mà với cái số vốn nhiều, áp lực của các bạn lớn, có khi là các bạn lại chốt non trước, đúng không? Những cái đồng coin mà nó có thể là x hàng trăm lần ấy, là những cái đồng coin có khi là các bạn quên đi, hoặc là cái số vốn của bạn nhỏ, các bạn bảo là thôi nó chả đáng thì cứ để đấy xem nó được bao nhiêu, có khi là x nhỏ. Chứ còn nếu mà thực sự là nếu mà các bạn kỳ vọng quá so với lại là cái số tiền của bạn có thì nó rất là áp lực luôn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có những người mà người ta gồng rất là tốt, có thể là người ta đã có kinh nghiệm, cũng như là có thể là cái số vốn của họ bỏ trong thị trường này nó rất ít so với cái số tiền mà họ có, so với số tiền mà họ kiếm được, như vậy họ không có bị áp lực đấy. Cái yếu tố tâm lý nữa, cái này cũng là một cái rất là quan trọng mà các bạn cũng nên là để ý đó, nên là cái phân bổ nó hợp lý, các bạn có kế hoạch nó phù hợp thì các bạn sẽ không bị tâm lý. Đặc biệt là những các bạn mới, các bạn mà không có cái kế hoạch cụ thể hay là có những cái câu trả lời trước khi mà các bạn mua cái đồng coin nào đó như lúc trước mình đã trình bày thì các bạn sẽ nhảy ra nhảy vào lung tung ra, rồi là thị trường nó sẽ điều khiển cái tâm lý của bạn quay như là quay vịt luôn, các bạn sẽ loạn luôn, rồi là có lúc là các bạn sẽ không biết là nên là làm nào nữa, có nên chốt hay không. Sau một vài lần là chốt non thì đến lúc mà bảo quyết tâm không chốt thì lại đến lúc mà giữ lâu quá nó lại giảm xuống, lại mất hết lợi nhuận, rồi là xong lúc mà không biết là tin vào đâu nữa, cái đồng mà chốt sớm thì nó lại may mạnh, còn cái đồng mà quyết tâm hold thì lại thành là hold to die đó. Nên là cái việc là chúng ta phân bổ vốn hợp lý cũng như là có kế hoạch và research nó bài bản nó rất là quan trọng, thì các bạn làm được đủ những cái đó thì các bạn sẽ có cái tâm lý vững, cũng như là thị trường nó đi như thế nào thì chúng ta cũng vẫn có thể là kê cao gối ngủ ngon mà không quá áp lực, nó sẽ đảm bảo cho các bạn là có thể là đầu tư nó an toàn, nó nhẹ nhàng và có cái cơ hội mang lại lợi nhuận cao hơn. Thì tất nhiên là để có thể làm được những cái điều đó thì các bạn sẽ phải là bỏ thời gian ra để mà các bạn research, bỏ thời gian ra để mà các bạn tìm hiểu thị trường đấy, cái đó là cái chắc chắn rồi. Chứ còn nếu mà các bạn mà không có kiến thức sau đó lại lười nữa thì chịu, các bạn lại đi theo kèo, các bạn lại mua những cái đồng coin mà người ta bảo mua rồi là nó chưa tăng thì các bạn lại nhảy rồi, tại vì người ta chia sẻ kèo rất là nhiều, hôm nay các bạn thấy là người ta bảo mua cái con này, thế hôm sau lại lên Twitter lại thấy ông khác lại bảo mua con khác ngon, rồi là hôm sau nữa thì người ta sau khi người ta chốt rồi người ta lại bảo là mua kèo khác. Người ta đầu tư, người ta tìm hiểu, người ta research, người ta có kế hoạch của người ta chốt lúc nào là người ta đã tính toán hết rồi. Các bạn cứ chạy theo người ta làm sao được, đúng không? Ví dụ là cái con này người ta phân bổ có 5-10% vốn thôi, nó có lỗ người ta cắt nó cũng chả sao cả. Các bạn không biết, các bạn đi all in vào đó xong rồi các bạn cắt vài lần 10-20% như thế thì còn còn đâu vốn nữa. Đó, các bạn theo kèo thì cũng phải là trở thành một người theo kèo có kiến thức. Các bạn xem là người ta sẽ kèo đó vì lý do gì, sau đó thì các bạn là có thể là check lại, đúng không? Cảm thấy là ok thì các bạn có thể là theo. Chứ còn nếu mà các bạn theo kèo thụ động thì nó sẽ rất là nguy hiểm nhé. Rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn một số những cái mà các bạn cần quan tâm trước khi mà các bạn mua một cái đồng coin nào đó. Thì các bạn làm được cái đó thì các bạn sẽ có thể là có cái cơ hội
kiếm lợi nhuận tốt hơn cũng như là giảm bớt cái nguy cơ rủi ro. Và quan trọng là các bạn sẽ có thể là đồng hành và các bạn đi với thị trường này nó lâu hơn. Chứ còn nếu mà các bạn cứ gọi là mua mà không cần nhìn giá hay là mua mà không cần quan tâm ý, thực sự đó là những cái đỏ đen, thực sự đó là những cái mà nó không bền vững. Các bạn có thể là ăn may một vài lần thôi chứ còn không thể nào mà ăn may được mãi. Các bạn có thể là may mắn kiếm được một thời gian thôi, nhưng mà sau này thì chỉ cần là một cái lần thị trường nó reset, một cái lần thị trường nó đi vào downtrend là các bạn có thể là lại mất hết tất cả. Các bạn xem được cái video này thì cũng mong là các bạn có thể là tích lũy được một cái gì đó cho mình, cũng như là có thể là thành công với thị trường crypto này. Đó là cái điều rất là tuyệt vời. Thì khi mà các bạn có được những cái điều đó ấy, thì mình làm cái video này nó cũng sẽ có ích hơn đối với mọi người. Đó là cái điều mà mình mong muốn. Thì chúc các bạn sẽ có thể là có nhiều kinh nghiệm cũng như là đầu tư thành công trong cái thời gian tới. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người có đóng góp gì cho nội dung của video thì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Và cũng như là mọi người thấy video này hữu ích thì hãy là like video cũng như là đăng ký kênh, vừa là để các bạn có thể theo dõi được những cái video mới nhất, cũng như là vừa các bạn có thể là ủng hộ kênh luôn, và có thể là chia sẻ nó cho bạn bè người thân để mà bạn bè người thân cũng có thể là tiếp cận được những cái mà các bạn thấy là có ích, cũng như là vừa để ủng hộ kênh luôn, thì đó là điều rất là tuyệt vời luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.